Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, chắc quý khán thính giả cũng đã biết phim The Barbie ở Mỹ do công ty sản xuất là WB Warner Brothers tính là trình chiếu ở Việt Nam là vào ngày 21 tháng 7 này. Nhưng phim này, thưa quý khán thính giả, đã bị Việt Nam cho đình chỉ không được trình chiếu vì lý do phim này có bản đồ 9 điểm đỏ. Nhìn qua thì thấy mờ mờ thôi, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy đó là bản đồ 9 điểm đỏ vi phạm đến chủ quyền của Việt Nam. Và Việt Nam vì như thế đã cấm không cho trình chiếu phim The Barbie này. The Barbie là phim về vấn đề một con búp bê nhựa do nữ diễn viên của người Úc là Margot Robbie đóng. Phim này, nhà sản xuất Warner Brothers ở tại Hollywood thuộc tiểu bang California, nước Mỹ, hy vọng sẽ được ăn khách ở tại Việt Nam và những quốc gia châu Á. Nhưng phim này lại có hình ảnh bản đồ 9 điểm đỏ, mờ mờ thôi. Nhưng nếu mà chúng ta ngưng lại thì thấy rõ ràng đây là bản đồ 9 điểm đỏ vi phạm chủ quyền an ninh của Việt Nam, nên Việt Nam đã quyết định cấm không cho trình chiếu phim này. Chuyện này cũng tương tự, trước đây Việt Nam đã cấm một số phim có hình ảnh bản đồ 9 điểm đỏ như thế. Việt Nam không thể nào để cho lọt vào Việt Nam những phim có những thước, những đoạn có bản đồ 9 điểm đỏ, vì như thế đó chính là xâm phạm đến an ninh quốc gia của Việt Nam. Sau khi mà Việt Nam đã cấm không cho trình chiếu phim The Barbie, thì Philippines cũng như kỳ trước thôi, theo gương của Việt Nam, cũng cấm không cho trình chiếu phim The Barbie. Điều này làm cho hãng Warner Brothers, tức là chủ đầu tư của phim The Barbie, cảm thấy bực dọc và bức xúc. Vì họ là chủ đầu tư mà bây giờ như thế thì thiệt hại tài chính cho họ vô cùng. Họ muốn có một câu trả lời để biện minh cho việc làm của họ. Thưa quý khán thính giả, theo báo Al Jazeera, số ra ngày 7 tháng 7 năm 2023, cho biết là Warner Brothers đã trả lời và nói như thế này đây: "The map in Barbie Land is a whimsical, childlike crayon drawing." Bản đồ ở trong Barbie Land, nó là yếu đuối, nó như con nít mà vẽ chơi thôi. Rồi Warner Brothers nói tiếp: "The doodles depict Barbie's make-believe journey from Barbie Land to the real world. It was not intended to make any type of statement." Những cái gì đó vẽ ở trong phim Barbies á, là một cái hình thức là tưởng tượng một chuyến đi từ Barbie Land đến thế giới thực tế. Nó không có chủ định gì để mà nói một lời nói về sự kiện. Và Warner Brothers mới nói rằng phim này, thức phim này là một sự giả tưởng để mà đối diện với thực tế, chứ không có ý định nói về vấn đề sự kiện của thế giới. Không hề có ý định nói về vấn đề chính trị. Nên mà làm âm lên về việc này để rồi ngăn cản không cho trình chiếu Barbie Land là một điều gì đó họ cảm thấy đau lòng. Như tôi nói hồi nãy, thưa quý khán giả, đạo diễn là Greta Gerwig và nữ diễn viên là nữ diễn viên Margot Robbie thủ vai Barbie, và Ryan Gosling thủ vai là bạn trai của Barbie là Ken.
Phim này, thưa quý khán giả, được Warner Brothers đánh giá sẽ là một phim ăn khách ở tại châu Á. Nhưng bây giờ Việt Nam, Philippines và dự trù những quốc gia ở châu Á cấm không cho trình chiếu, thì họ đau xót vô cùng. Họ phải tìm cách biện minh thôi. Đó là lời biện minh của bên phía Warner Brothers. Góc nhìn của tôi về vấn đề này, thưa quý khán giả, những người, những công ty như là Warner Brothers, họ làm những thước phim là quyền của họ. Họ tìm cách có lợi nhuận. Đó là việc của họ. Nhưng mà mỗi một quốc gia đều đặt vấn đề an ninh lên trên hàng đầu. Đương nhiên Việt Nam phải đặt vấn đề an ninh khi mà thấy có một bản đồ như thế, chính điểm đỏ xâm phạm đến chủ quyền an ninh Việt Nam, thì Việt Nam ngăn chặn là đúng. Việt Nam ra lệnh ngăn không cho trình chiếu Bobby Land là chính xác. Sau đó thì Philippines cũng làm như vậy. Mã Lai cũng tiếp tục đang cân nhắc. Vậy thì Warner Brothers là một đại công ty của nước Mỹ, còn là chủ của đài CNN nữa cơ mà. Làm sao mà không biết chuyện tế nhị này? Nhưng họ lấy lý do đây chỉ là một sự tưởng tượng gì đó, thì đó là phịa. Chắc chắn đằng sau đó có một ai đó đã luồn lách đưa bản đồ chính điểm đỏ vào. Dầu rằng bản đồ này dưới hình thức nào đi nữa, nó vẫn là bản đồ chính điểm đỏ. Trước kia Việt Nam đã cấm không cho trình chiếu những thước phim có bản đồ chính điểm đỏ rồi. Warner Brothers rất là biết, nhưng bây giờ ngụy trang thước phim này thì cho thấy rằng Warner Brothers tìm cách biện minh không có lý chút nào hết. Lời biện minh của Warner Brothers là xảo biện chứ không phải là thật lòng. Vì Warner Brothers biết rất rõ Việt Nam và những quốc gia ở trong vùng này rất tế nhị trước vấn đề bản đồ chính điểm đỏ. Nhưng họ vẫn cố tình len lỏi đưa bản đồ này vào để mà xâm nhập văn hóa, làm như bản đồ này là một sự kiện đã rồi, trở thành một sự kiện bình thường ở trong đầu những người xem phim. Đó mới là nguy hiểm. Nên tôi hoan nghênh quyết định của Việt Nam cấm không cho trình chiếu phim The Bobby Land. Và tôi hoan nghênh những quốc gia như Philippines cũng đã theo chân Việt Nam cấm không cho trình chiếu phim này. Chính vì như vậy cho nên là chủ đầu tư là Warner Brothers mới cảm thấy bị đau, bị cắn một miếng lớn quá mà về lợi nhuận. Nên tìm cách biện minh. Càng biện minh thì cho thấy họ càng ấu trĩ trong vấn đề này. Đó là góc nhìn của tôi. Thưa quý khán thính giả, chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.